Thưa quý vị, ước tính mỗi năm Việt Nam của chúng ta có thêm khoảng 8.000 người bị bệnh thận. Hiện thì cả nước có hàng triệu người suy thận ở các mức độ và có khoảng 26.000 người phải chạy thận nhân tạo. Đáng nói là tỷ lệ này ngày càng trẻ hóa. Có những người mới chỉ 20 tuổi thôi mà đã mắc phải bệnh thận rồi. Họ không có biểu hiện rõ ràng và tình cờ khi mà đi khám bệnh thì đã ở giai đoạn cuối. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là ca chạy thận nhân tạo cuối cùng trong ngày tại khoa nội thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành phố Hà Nội. Đáng nói trong số 16 bệnh nhân thì có tới 5 trường hợp là người trẻ tuổi. Bệnh nhân 23 tuổi này phát hiện ra bệnh của mình cách đây 2 năm khi khám sức khỏe để xin việc. Bệnh nhân sau đó theo dõi điều trị tại cơ sở y tế. Gần đây khi tình trạng xấu hơn, nghe mọi người mách về bài thuốc nam có thể chữa khỏi suy thận, cô gái trẻ đã thử. Nhưng sau đó, tình trạng ngày càng tệ, phải điều trị thay thế thận bằng hình thức lọc máu chu kỳ. Khi đó cũng không có triệu chứng gì nhiều, chỉ là thử máu với cả nước tiểu thì họ đang nghi ngờ là đang có vấn đề về thận. Thì xong sau đó thì mình sang bên Việt Đức kiểm tra lại, thì kết quả thì cũng đúng như là ở trường và đã điều trị bảo tồn 2 năm ở bên Việt Đức. Đợt vừa rồi thì nặng quá nên là phải cấp cứu. Cái hiện tượng nó cũng đã nặng lên rồi, nó đã chuyển xuống giai đoạn cuối rồi, chỉ chờ thời gian ghép thận thôi. Còn bệnh nhân nam 26 tuổi này, trước đó cũng không có triệu chứng gì đặc biệt. Bệnh nhân chỉ cảm thấy mệt, đau đầu, chán ăn. Đi khám thì phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn cuối, phải điều trị lọc máu cấp cứu ngay. Biểu hiện thì chỉ thấy cảm thấy là mệt mỏi trong người, cả không ăn được, khó ăn, cả hay buồn nôn. Ngoài ra cũng không có triệu chứng nào nữa. Các bác sĩ cho biết, những năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân trẻ chạy thận tại khoa có xu hướng gia tăng, chiếm khoảng 10-20% trong tổng số bệnh nhân thận nhân tạo đang điều trị tại khoa. Trong đó, độ tuổi từ 20-30 khá nhiều, thậm chí có người chỉ 18 tuổi. Ngoài những nguyên nhân như các bệnh lý về di truyền, mãn tính, thì cuộc sống đô thị hiện đại, thói quen sinh hoạt không lành mạnh cũng là một trong những yếu tố khiến gia tăng tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn. Sống xã hội mới, đô thị hóa, rồi là cuộc sống ăn nhiều năng lượng, rồi sức ăn chế biến sẵn, nhiều hóa chất, rồi thói quen gọi là ăn các thức ăn mà giàu năng lượng nhưng mà rất ít vận động. Cho nên là cũng đấy là một trong những nguyên nhân mà có thể dẫn tới các cái bệnh nhân mà suy thận mạn mà trẻ hóa hơn so với ngày xưa. Triệu chứng của bệnh suy thận thường mơ hồ, không có các biểu hiện rõ ràng, dễ bị bỏ qua, nhất là những người trẻ có tâm lý chủ quan. Khi bệnh xuất hiện những biểu hiện lâm sàng thì bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối, phải chỉ định lọc máu chu kỳ. Nếu không được chạy thận nhân tạo sẽ gây ra các biến chứng và thậm chí là tử vong. Một số bệnh nhân như ở đây hiện tại chẳng hạn, có bệnh nhân thì sau khi đi khám nghĩa vụ quân sự trong các đợt tuyển quân thì tình cờ phát hiện ra tăng huyết áp và suy thận mạn giai đoạn cuối. Hoặc có các trường hợp thì cũng đi khám sàng lọc để hỗ trợ sinh sản thì xuất hiện ra đau đầu, huyết áp cao và thiếu máu, thì khi ta xét nghiệm là thường quy các xét nghiệm thì phát hiện ra suy thận mạn giai đoạn cuối. Do đó thì theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn thì tất cả các bệnh nhân dù già hay trẻ thì chúng ta cũng nên có các cái định kỳ để đi khám sức khỏe để chúng ta có thể phát hiện ra bệnh sớm. Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, hạn chế tối đa các thức ăn chế biến sẵn, luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Đặc biệt, cần lưu ý khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý thận, hạn chế những biến chứng do căn bệnh nguy hiểm này gây ra.